Sáng nay, Công an tỉnh Kon Tum tổ chức lễ ra quân thực hiện tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách và ô tô vận tải hàng hóa bằng container. Lực lượng cảnh sát giao thông quyết tâm thực hiện có hiệu quả các giải pháp tuyên truyền vận động 100% chủ phương tiện lái xe ký cam kết chấp hành nghiêm luật giao thông đường bộ, huy động tối đa lực lượng phương tiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trong đó, tập trung các tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, các đoạn đường trước khi vào tuyến đèo dốc, quanh co, nguy hiểm, tầm nhìn hạn chế, khu vực các điểm trung chuyển, đón trả khách không đúng quy định. Đợt tổng kiểm soát tập trung vào các hành vi vi phạm về quy tắc giao thông và điều kiện của người điều khiển phương tiện và phương tiện như nồng độ cồn, ma túy, xe hết niên hạn sử dụng, quá khổ, quá tải, vi phạm tốc độ, phần đường, làn đường, dừng đổ đón trả khách không đúng nơi quy định, chở quá số người quy định, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đợt ra quân tổng kiểm soát lần này sẽ được thực hiện từ nay đến ngày 15 tháng 10 năm 2023. Công an các huyện, thành phố sẽ đồng loạt ra quân tổng kiểm soát ô tô kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng container trên địa bàn tỉnh.